Kính thưa quý vị, Charlize Theron tham dự Cinema for Peace Gala. Tin từ Bảo Linh, Đức Quốc, Charlize Theron đã tham dự buổi tiệc của tổ chức Cinema for Peace tại Bảo Linh vào tuần này. Nữ tài tử từng đoạt giải Oscar đã có mặt tại đây để trao tặng giải thưởng Nelson Mandela cho bộ phim giá trị nhất của năm trong khuôn khổ hợp tác với cháu trai của ông Mandela là Kweku Mandela. Mỗi năm, trong khi lễ hội điện ảnh Bảo Linh diễn ra, buổi dạ tiệc được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho những đại nghĩa. Các tên tuổi lớn trong danh sách bao gồm nhà hoạt động nhân quyền Bianca Jagger và Shirin Ebadi, người gốc Iran từng thắng giải Nobel năm 2003. Năm nay, buổi dạ tiệc vốn đã được thực hiện trong 15 năm qua, có một thể loại mới đó là giải điện ảnh vì hòa bình dành cho người tị nạn. Thêm vào đó, ban tổ chức cũng đặt cuộc khủng hoảng người tị nạn là một tâm điểm bên ngoài địa điểm chính. Trong thời gian chuẩn bị cho buổi tiệc của Cinema for Peace, họa sĩ Trung Hoa Ngải Vị Vị, người ủng hộ tự do ngôn luận, đã thiết kế một dự án tượng đài với khoảng 14.000 áo phao bỏ đi mà ông thu được từ các cơ quan chức năng trên đảo Hy Lạp Lesbos quấn vào những trụ cột. Tại mặt tiền của hội trường Sophia House để tưởng nhớ những người tị nạn bị chết đuối trên đường đến châu Âu.